Với chương trình biểu diễn nghệ thuật Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ thì Dung Linh cũng thấy rằng là các trích đoạn được quý vị khán giả cũng vô cùng yêu mến. Và ngay bây giờ trên sân khấu này, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một trích đoạn trong vở tuồng Bên Cầu Dệt Lụa qua phần kết hợp biểu diễn của hai tài tử Anh Nhi và Long Hồ. Tình cảnh này mà tiểu thư còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận? Không, tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Trước tấm chân tình cao cả mà tiểu thư dành tặng cho một kẻ đã xa cơ, đã đại thân lưu lạc không trần, trong cuộc đời giá trả bạc đen, dinh nhục đã quá nhiều, tôi vẫn còn có là một khắp tri âm, cứ sự với tâm chân tình xóa dịu niềm đắng cay. Là kẻ trắng tay nên tôi đành an phận, xin cứ nặng lời mía mai em cố mặc. Tiểu thôi tôi vẫn còn nặng nợ ơn nghĩa tiểu thơ đáp tạ mấy cho vừa, muốn nói nhưng sao cứ nghẹn lời, biết bao giờ mới trả xong. Trần Lãng ơi, em không dám sánh học đòi với Trang Liệt Phu ngày xưa, đã cắt tóc bán lấy tiền, tiếng chồng lai kinh ưng thế. Đây, đây mơ hành trang trang chứa vàng thâm tình, và số bạc mòn em đã chấp chiêu trong những ngày nắng sương tầm tao. Quỳnh Nga nay xin trang trọng trao tay ân cần đưa tiếng kẻ đăng trình. Rồi dâm vào đây tâm sự của riêng mình, em đã dám vượt quê môn bên cầu vĩnh quang, vì năng nghĩa ngang đường bước qua dòng lệ dấu thị phi. Ngài bạn hổ tên đầy làm rạng danh tông tổ, em không dám mong được từng ai vui đào xứng tình. Nếu chàng nghĩ thương chút nghĩa thương chi, xin với cha em hãy mẹ điều ân vui. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi, ta nghẹn ngào trước ý tình nàng tha thiết, biết nói gì đâu khi mình dần trắng đôi tay. Trần Lãng ơi, còn đấy là chiếc áo lụa kết bằng tơ tâm sự mà đêm từng đêm em đã cố gắng mãi. cho ai lập được chút công danh. Chẳng hình dung bóng ai chập chờn có ánh lửa, co so gươm lá giàu cho đủ sang đọc kinh thư. Miệng đọc sách gian gian tại đĩa đập môi, em gắn dệt cho rồi chiếc áo hầu cho chàng chiếc vui lai kinh. Đường lại kinh xa biệt sương gió, chàng mặc vào cho ấm lúc dịu sương. Lòng kỳ vong chàng ơi xin hãy nhớ, áo lụa nhiều phải thay bằng áo tràng nguyên. Quỳnh Nga ơi, nhận vật đau tay ta nghẹn ngào rơi nước mắt. Rừng rực lửa yêu đương, ta nguyện cùng ái thầy gian chữ chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta qua muôn dặm trường đình, tay ôm máu áp vào trên ngực mong chưa mạnh mà hơi ấm đã len vào từng kẻ tóc chân ta. Giữ mãi bên mình manh áo lụa, ta nhớ hoài thời lưu lạc ở nơi đây. Bước thăng trầm trời đất cũng đã lại, trong ngôi đắng cay có nhiều vị ngọt hương nồng. Trần Lãng ơi, xin đừng nặng quan ân thời ghi mô. Quỳnh Nga, không đâu Quỳnh Nga. Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em với ngọn đồi hèn mòn, còn tình của nàng mới cao vời vời như thái sơn. Cay nắng ngày nào sẽ không còn nữa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chịu cơ hàng em giữ diện sắp xuống, em xứng đáng trải dâng liệt phù. Đời dù cơ cực mà quá nhiều hạnh phúc, ta biết nói làm sao cho trọn vẹn dân tình. Buổi tiền mưa sao quá nhiều bình rình, xúc động nào làm cho lệ rưng. Kể từ nay cho đến ngày nhắm mắt, lời đã trao ai xin về chữ thề. Quá mùi đúng không ạ? Xin được cảm ơn Long Hồ, cảm ơn Anh Nhi.